Video sẽ quay bằng chất lượng 8K thử tạo phà lâu quá lên trên coi trời. À chưa ăn. Phà Cần Giờ bạn ghé đây là cảng quốc tế nè, cảng quốc tế thực bạn phà cho người lên xe cầu chiếc xe lan qua phà chưa tới. Ở sau mình giờ có thêm 2 chiếc nữa. Lâu lâu chào mừng năm can chị em của Yêu Cộng Công Văn. Bạn quay trở lại với kênh Chí Sĩ Tiên Dừa và Thị Trấn Đen. Hiện tại mình đang đi qua phà bến phà của Cần Dụ và Cần Giờ, hai cái cần hết. Đây là cảng quốc tế Cần Giờ, Cần Vụt chứ. Đây là khu vực bán vé, rồi bán phà, bán vé, đây bán vé, chờ phà rất là đông đúc, trước cũng như là ở sau. Đông rồi, 2 người 1 xe 29.000 xe máy. Ok, đây đó là bảng giá nè. Mình cho mọi người coi và chuẩn bị lên rồi. Ok đúng không? Rồi nhộn nhịp nhộn nhịp bánh phà. Vừa dưới xe 16 chỗ nữa kìa. Ồ, nhiều xe chứ. Đây là bên bờ Long An. Dầu phải không? Bên dầu không? Nè, quay quay. Nhỏ xíu. Xíu mà. Ôi tên phà cái tên. Đang chiếc nữa nè. Chiếc này đậu nãy giờ mà. Nhưng mà chiếc này không chạy. Hồi nãy cạn nước chứ. Ủa không, mình đi chiếc khác mà ta. Bên này không? Ok xuống. Chiếc này còn bự hơn chiếc này nè. Trời ơi. Từ. Hướng dẫn đi lên. Đó, đúng đường rồi lên. Chưa dốc bằng dốc của Vin quận nhất mà. Dốc đó đi trời dốc Vin đi sợ luôn, đi đạp luôn chân luôn, sợ đông thẩm luôn. Tại vì nó cao quá. Honda đi chợ hơn Honda cũng hơi đỡ, Honda đi khủng khủng rồi nữa. Vin đó, Vin ở ở quận nhất đó. Anh đi hướng đó bên năm lần. Em muốn có đi. Bữa đây quay xong nè, xong
của Cần Giờ. Bên đây là Cần Giờ. Bến Cần Giờ.